Họa phước vô môn Duy nhân tự chiêu Tiền ác chi báo Như ảnh tùy hình Thái tượng cảm ứng thiên Tập 55 Chủ giảng là Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore chư vị đồng học cho mọi người câu tiếp theo của cảm ứng thiên là chánh kỷ hóa nhân những gì mà phần trước nói đều là để hoàn thành đức hạnh của chính mình mục đích là nhằm giúp đỡ người khác trí tuệ đức hạnh của mình chưa thành tựu thì không thể giáo hóa chúng sanh cho nên nếu muốn giáo hóa chúng sanh thì trước tiên bản thân phải tu tốt đây là đạo lý nhất định. Bất luận là người Trung Quốc. Thời xưa, cổ thánh tiên hiền Trung Quốc, hay chư Phật Bồ Tát của Ấn Độ, mỗi người cũng đều làm như vậy thậm chí là hết thảy chư phật mười phương thế giới cũng không ngoại lệ cho nên chúng ta nhất định phải đi theo con đường này nhất định bản thân phải tu tốt trước Phần trước đề cập đến Tứ Hoàng Tệ Nguyện với quý vị. Muốn thực hiện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ của Tứ Hoàng Tệ Nguyện thì nhất định phải đoạn phiền não trước. Thành tựu Pháp Môn Đoạn phiền não là hoàn thành đức hạnh của mình học pháp môn là thành tựu trí tuệ của mình người trung quốc chúng ta thường nói là phẩm hạnh và học vấn đều tốt sau đó mới có thể độ hóa người chúng ta thân là đệ tử Phật. Bất luận là đệ tử xuất gia hay là đệ tử tại gia. đều có sứ mệnh độ hóa chúng sanh. Xuất gia, tại gia đều là Bồ Tát. Cho nên giáo dục của Phật Thành tựu của Ngài Là Pháp giới Bồ Tát Thế giới Hoa Tạng Trong Kinh Hoa Nghiêm Là Pháp giới Bồ Tát Thế giới Cực Lạc Trong Kinh Vua Lượng Thọ nói rất rõ ràng không những là pháp giới bồ tát mà còn là pháp giới của bồ tát phổ hiền điều cùng tu theo đức của phổ hiền đại sĩ câu này quý vị đều đã đọc qua chúng ta suy nghĩ một chút chúng ta có đức của phổ hiền đại sĩ chưa nếu như chưa có đức của phổ hiền đại sĩ thì không thể giảng sanh. Điểm này phải đặc biệt lưu ý. Điều cùng tu theo đức của phổ hiền đại sĩ. Đây là câu đầu tiên trong kinh doanh của Kinh Vua Lượng Thọ. Phía trước là liệt kê Đại chúng tự thủ Phần kinh doanh thì đây là câu đầu tiên Phật chỉ dạy chúng ta như thế nào Thì chúng ta cần phải học tập như thế ấy Sau đó tự nghĩ xem Người niệm Phật rất nhiều Nhưng tại sao người giảng sanh lại ít như vậy chỉ cần hơi lưu ý đối với kinh doanh Thì sẽ rất rõ ràng, rất tường tận Tuy người niệm vật rất nhiều Nhưng chưa đủ đức của phổ hiền đại sĩ Cho nên không thể giảng sanh Đức của phổ hiền đại sĩ mấu chốt ở đâu vậy? Chính ở tâm lượng tâm lượng của Bồ Tát Phổ Hiền là giống như hư không Pháp giới. Ngài thật sự là tâm bao thái hư lượng chu sa giới. Đó gọi là Bồ Tát Phổ Hiền. Tâm lượng của chúng ta nhỏ như vậy. Mỗi ngày niệm mười dạng tiếng Phật hiệu cũng không thể giảng sanh. Lời này là thật, không phải giả. Đại Đức Sư nói Miệng niệm di đà tâm tán loạn Hét bể cổ họng tụng uổng công Nếu như có đức của phổ hiền đại sĩ Thì niệm một tiếng Phật hiệu cũng giảng sanh đâu cần thiết điệp nhiều như vậy Tâm của họ Chính là Tâm Phật Chính là hạnh Phật Tâm hạnh tương ưng Nguyện nguyện tương ưng Thì đâu có đạo lý không giảng sanh Chúng ta phải hiểu rõ Hàng ngày tụng kinh vô lượng thọ Mà không tu đức của phổ hiền đại sĩ Thì làm sao có thể thành tựu Đức của phổ hiền đại sĩ Du lượng du biên Chư Phật như lai đồng thời tuyên nói cũng nói không hết Thế Tôn, vì chúng ta quy nạp thành 10 loại lớn, gọi là Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương. Quy nạp thành 10 loại lớn, chúng ta bắt đầu tu học sẽ tương đối thuận tiện nguyện thứ nhất là lệ kính chư phật chúng ta có làm được hay không ý này chính là dùng tâm chân thành cung kính đối đãi với tất cả người tất cả việc tất cả vật đó gọi là lệ kính chư phật chúng ta chưa làm được thì phải phản tỉnh nếu chúng ta đối người đối việc đối vật với tâm thái hoàn toàn tương phản thì là đại bất kính hằng ngày cặp mắt giống như kẻ trộm vậy chuyên môn tìm tật xấu của người khác. Chuyên môn thấy khuyết điểm của người khác. Sưu tập lỗi lầm của người khác. Đây chính là đại bất kính. Bạn hét bề cổ họng cũng uổng công. chưa cần nói đến hạnh của Bồ Tát một người thiện quân tử ở thế gian chúng ta đọc sách nho bản hội tập sách nho về giáo huấn đức hạnh quyển đầy đủ tiêu biểu nhất là Ngũ Trụng Di Quy do tiên sinh trần hoàng mưu triều thanh biên tập ông đem kinh điển của nhà nho và một số ngôn hạnh của các đại đức nhiều thời kỳ là giáo huấn chân thật đem nó phân loại biên tập lại Trước đây, tôi cầu học ở Đài Trung. Tỷ lý chỉ định quyển sách này làm sách giáo khoa tu thân cho học sinh chúng tôi. Năm xưa, sách của chúng tôi đọc là sách của nhà xuất bản nào tôi không nhớ rõ. Chữ khá nhỏ, phân lượng tương đối nhiều Sách đóng bìa cứng rất dày Vì sao thư cục Trung Hoa Trích ra từ trong tứ bộ bị yếu Để in bản lẻ lưu thông Đóng bìa mềm thành hai quyển thượng và hạ Thư cục Trung Hoa in sách này chữ lớn Dễ đọc chúng ta hãy xem bậc thánh hiền thế gian dạy người như thế nào chúng ta phải thường xuyên phản tỉnh không thể làm việc tổn đức tu đức đã không kịp mà còn chuyên môn đi làm việc tổn đức thì sao có thể thành tựu nói cách khác điều kiện của người thiện quân tử thế gian chúng ta cũng không thể đạt được vậy thì còn cách rất xa với bồ tát a la hán những kỹ năng trên bục giảng chúng ta có thể dễ dàng học được thế nhưng bạn ở trên bục giảng muốn giúp thọ được đại chúng thì phải dựa vào công phu tu trì của bạn bạn không có công phu tu trì chân thật thì bạn không thể nhiếp khóa đại chúng hay nói cách khác lời mà bạn nói ra từng câu từng chữ phải nói ra từ trong tâm bạn không phải nói ra từ trên cửa miệng tâm hành không hợp nhau ngôn hạnh không hợp nhau thì không có ai tin bạn dù bạn nói hay đi nữa người ta nghe rồi cũng chỉ cười mà thôi cho nên bất luận là xuất gia hay tại gia đều phải có công phu tu hành thực sự bản thân bất chánh mà muốn bảo người khác đoan chánh thì không có đạo lý này ở tự đại tai nạn triền miên chính mình không có năng lực tiêu tai miễn nạn mà muốn giúp đỡ người khác thì cũng không có đạo lý này câu nói chánh kỷ hóa nhân này rất quan trọng ở trong bài văn này từ câu này trở xuống là giảng về hóa tha câu này là nói tổng quát ở trong vận biên cũng chú giải được rất tường tận đã đem hai chữ này giải thích thế nào gọi là chánh kiên định không thay đổi là chánh hóa là tự nhiên như vậy hai câu nói này nói rất hay chánh là tính tâm kiên định tâm nguyện kiên định tính nguyện của chúng ta là ở cầu đạo là ở cầu chứng quả chứng quả là gì ở trong phật pháp a la hán là chứng quả bồ tát là chứng quả phật là chứng quả nếu muốn cầu chứng quả thì mấy đoạn phiền não trước tập khí phiền não không đoạn thì sự tu học của chúng ta không cần bàn đến thành tích gì nữa mọi người đều biết kiến tư phiền não đoạn rồi thì mới có thể chứng được quả a la hán tuy chúng ta không đoạn được nhưng phải đi theo con đường đoạn phiền não này nhất định phải làm được phiền não nhẹ thì công phu của chúng ta mới có thành tựu phiền não mỗi năm một nhẹ bớt mỗi tháng một ít dần thì đời sống của bạn sẽ hạnh phúc sẽ tự tại sẽ vui vẻ trong phật pháp thường nói là pháp hỷ sung mãn đó là thật không phải giả học phật học rất khoan hỷ rất có thọ dụng trong đồng tu chúng ta có hay không có cũng không phải ít họ thật sự có thọ dụng này họ đến nói với tôi tôi cũng mừng cho họ họ được pháp hỷ họ thật làm bắt đầu làm từ đâu vậy cổ đức dạy cho chúng ta rất nhiều thế nhưng điều quan trọng nhất vẫn là bắt đầu từ không nói dối đi là lời dạy chân thật chúng ta tu hành bắt đầu tu từ đâu vậy bắt đầu tu từ không nói dối phù hợp cương lĩnh tu hành mà Thế tôn nói với chúng ta trong kinh vua lượng thọ là khéo giữ ba nghiệp câu đầu tiên là nói khéo giữ khẩu nghiệp không nói lỗi người đại đức xưa dạy chúng ta bắt đầu từ không nói dối bắt đầu từ đây là tương ưng với kinh dạy cổ đức là dạy chúng ta phương pháp tu tâm thanh tịnh trong kinh di đà pháp môn tịnh thông tu nhất tâm bất loạn mục đích tu học thực sự của tịnh thông chính là nhất tâm bất loạn trong kinh di đà nói nhất tâm bất loạn tâm không điên đảo nhất tâm bất loạn là định tâm không điên đảo là tuệ Làm thế nào có thể thực sự thành tựu nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo? Đương nhiên, khéo giữ ba nghiệp là vô cùng quan trọng. Nhưng mà bắt đầu từ chỗ nào? Cổ nhân cũng dạy chúng ta. Biết nhiều chuyện thì nhiều phiền não. Quen nhiều người thì lắm tiện phi. hà tất phải biết nhiều chuyện như vậy đến khắp nơi hỏng chuyện vậy thì bạn xong rồi hồi đó chúng tôi xuất gia thọ giới đại khái là sau khi tọa giới được hai năm chúng tôi có một vị sư huynh đồng giới là pháp sư giác bân huynh ấy tọa giới không bao lâu sau đại khái là khoảng nửa năm thì đến miền nam bế quan điều này rất tốt chúng tôi rất ngưỡng mộ huynh ấy vì có phước báo bế quan như vậy trải qua một năm tôi có duyên sự đến miền nam tôi đặc biệt ghé vào trong thất để thăm huynh ấy khi huynh ấy bế quan đám mượn tôi một bộ sách trung quán luật sớ phân lượng sách cũng không nhiều lắm Sách đóng chỉ tổng cộng 12 quyển Quynh ấy muốn đem vào thất để xem Trải qua một năm Tôi hỏi huynh Giác Sách Quynh Mượn của đệ Đã đọc được bao nhiêu rồi Quynh ấy đáp Quyển thứ nhất còn chưa đọc xong Sau khi gặp mặt Thì kể cho tôi nghe chuyện thiên hạ kể đạo tràng kể dị pháp sư nọ huynh ấy ở trong thất sao mà tin tức đánh bắt nhanh thế tôi ở bên ngoài mà chẳng biết gì cả điều không biết nghe huynh ấy kể tin tức cho tôi tôi liền nghĩ đây là kiểu bế quan gì vậy thế nên một chút thành tựu cũng không có vì sao huynh ấy cùng Pháp Sư Bạch Thánh đến Chùa Cực Lạc ở Nam Dương, đến Tân Thành? Chùa Cực Lạc ở Tân Thành, Sư Bạch là trụ trì. Mời huynh ấy làm đương gia. Ở bên đó không bao lâu thì huynh ấy qua đời. Huynh ấy là một người tốt. Giao hảo với tôi cũng rất tốt. Chỉ là thích hóng chuyện Người xưa nói biết nhiều chuyện thì nhiều phiền não. Quýnh ấy phiền não quá nhiều nên tâm không định được. Đồng tu chúng ta bất luận là xuất gia hay tại gia tâm thanh tịnh quan trọng. Vì không liên quan gì với mình thì biết nhiều như vậy để làm gì mọi người các bạn rất nhiều người đều biết có biết bao nhiêu người viết thư cho tôi nhưng những thư đó tôi không xem tại sao vậy tôi không muốn biết nhiều chuyện như vậy viết thư cho tôi làm gì thật thà niệm phật là tốt rồi tôi mỗi ngày giảng kinh đã là nhiều việc rồi còn muốn làm những việc không liên quan này thì hết sức sai lầm quen càng ít người càng tốt tôi cho các bạn xem trên người tôi mang theo một cuốn sổ nhỏ ghi số điện thoại chỉ có hai mươi mấy người Tại sao phải làm vậy? Có khi cần liên lạc nhất định phải ghi lại Nên tôi mới ghi Số không cần thiết Thì tôi không nhớ Ngay cả số điện thoại của chúng ta tôi cũng không biết Ủa học hội chúng ta Ủa cư sĩ Lâm Số điện thoại, số phát trên lầu chúng ta Tôi đều không biết Nhớ cái này để làm gì Tên người tôi cũng không nhớ Vậy tốt Khi gặp mặt thấy rất quen Thì chào hỏi qua Còn bạn họ gì, tên gì Thì tôi không biết không liên quan. Bạn một mình tự tại biết bao nếu như nói nhớ tin một vài người vậy tại sao không nhớ tin Phật Bồ Tát? Làm bạn bè với Phật Bồ Tát giao tiếp với Phật Bồ Tát thì tiền đồ của chúng ta mới có hy vọng vì vậy giáo huấn của cổ thánh tiên hiền phải tường nhớ ở trong tâm y giáo phụng hành lời dạy của các ngài đều là giúp chúng ta được giác chánh tịnh đây là lời dạy chân thật giữa người với người lỗi lầm lớn nhất chướng ngại lớn nhất chính là truyền bá tị phi. Người tu hành vì sao không thể thành tựu khi ở cùng nhau bằng nghe tự xem những gì nói đều là tị phi hay dở. Phía trước, tôi nhìn thấy một câu chuyện tôi cũng đã nêu ra với quý vị rồi. truyện kể có một vị Pháp Sư tu tiền định. Ở trong định nhìn thấy hai người xuất gia đang bàn luận. Thần hộ Pháp dây quanh. Qua một lát sau thần hộ Pháp đi hết. Một lát sau nữa, thì yêu ma quỷ quái kéo đến vây quanh lấy họ đây là nguyên nhân gì vị thiền sư này nói mới đầu hai người này thảo luận phật pháp cho nên có thần hộ pháp dây quanh qua một lát sau thì hai người này nói chuyện đời sống thường ngày nói chuyện đời sống thường ngày nên thần hộ pháp đi mất không còn ở đó nữa khi nói chuyện đời sống thường ngày xong thì hai người họ bàn đến chuyện thị phi nên yêu ma quỷ quái kéo đến. Cho nên, thường bàn thị phi luận hay dở thì bạn phải biết rằng xung quanh bạn đều là yêu ma quỷ quái. Không có thần hộ pháp. Làm sao có thể được chư Phật hộ niệm? Long thiên tiện thần bảo hộ vậy tâm ở trong đạo đây là cảm ứng đập giao chúng ta khởi tâm động niệm có cảm thì chư phật bồ tát liền có ứng nếu như cảm của chúng ta là bất tiện thì yêu ma quỷ quái có ứng yêu ma quỷ quái từ đâu mà đến chính do bạn chiêu cảm họ đến, không phải họ tìm bạn mà là bạn tìm họ, bạn tìm họ thì họ đến ngay, gửi một niệm ác, nói một câu nói ác, đều có thể khiến yêu ma quỷ quái tìm đến. người tu hành nếu làm việc này há chẳng phải là hết sức sai lầm hay sao cho nên phải nhớ kỹ lời giáo huấn của cổ nhân là vô cùng có đạo lý biết ít chuyện thì ít phiền não việc không liên quan gì với mình thì không cần biết đến người không cần thiết quen biết thì bớt tiếp xúc bởi tiếp xúc không có lợi ích chỉ nhiều tiện phi vào thời xưa người tu hành tại sao chọn nơi núi sâu nơi không có dấu chân người đến tâm họ thanh tịnh dễ dàng thành tựu chúng ta hiện nay sống ở đô thị đây là hoàn cảnh xấu nhất đã ở trong hoàn cảnh xấu nhất mà bạn còn muốn đi hóng chuyện khắp nơi đi soi mói khắp nơi vậy làm sao được bạn không có hy vọng thành tựu rồi cho nên nếu chúng ta muốn thành tựu thì nhất định phải biết làm thế nào bảo vệ chính mình trước phương pháp bảo vệ chính mình tứ thiên dương dạy cho chúng ta biết khi chúng ta hiểu rõ biểu pháp của tứ đại thiên dương các ngàn dạy chúng ta cách bảo vệ chính mình như thế nào chúng ta phải biết học bồ tát di lặc là dùng tượng của hòa thượng bố đại để biểu pháp đó là tâm phổ hiền lượng lớn phước lớn tâm bao thái hư lượng chu xa giới năm mươi ba tham ở phần sau kinh hoa nghiêm ba vị đại sĩ sau cùng là bồ tát di lạc bồ tát vũ hiền bồ tát văn thù cuối cùng tiện tài đồng tử tham vấn ba vị bồ tát này dụng ý rất sâu di lạc là biểu thị cho tâm lượng văn thù là biểu thị trí tuệ tâm lượng không lớn thì trí tuệ không thể viên mãn thực tiện của trí tuệ là bồ tát phổ hiền sau cùng dùng ba đại sĩ đại biểu đại viên mãn chúng ta đọc kinh phải thể hội được ý nghĩa này thì chính mình mới biết học tập như thế nào một câu bốn chữ này ý nghĩa rất sâu rất rộng chúng tôi cũng phải dùng thời gian mấy buổi nữa để cùng nhau học tập với quý vị đồng học ngày mai tôi sẽ đến nước úc buổi sáng nếu như còn kịp thì chúng tôi có nửa giờ buổi sáng cùng gặp mặt quý vị đồng học ngày mai xem tự thời gian thế nào bởi vì ngày mai đến úc là buổi sáng nên thời gian sẽ lệch nhau hai tiếng đồng hồ hy vọng các đồng học lưu ý đồng học học qua mạng phải chú ý đến thời gian của nước úc tốt rồi hôm nay tự gian đã hết Chúng ta học đến đây Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tình độ Trên đình bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh gọi cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật Việc dịch Ban biên dịch Pháp âm tuyên lưu Diễn đọc Phật tử thiền quang